15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú các anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m nha. Hiện tại thì người ta chờ cái phần đế lại ha anh. Thì nãy cái anh bên 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 cẩu mộ này anh nói là khắc là trong vòng 5 ngày. 5 ngày phải không? Chính xác 5. Thì anh nói như vậy á. Đó, thì bây giờ còn cái phần đế thôi. Thì hồi nãy 15m vừa đi toilet vào thì thấy xe cẩu đang cẩu cái phần cao nhất á, thì 15m mới tranh thủ là chạy ra để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha, cũng rất là may mắn luôn. Đó thì 15m là người đầu tiên ghi được đầy đủ video trọn vẹn cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Thì hiện tại thì bây giờ là 3 giờ. Tức là 15 giờ chiều nha. Đó. Thì xe cẩu mộ đưa về cái xưởng để mà khắc chữ cho cậu Năm nha. Sau khi mà khắc chữ thì nãy anh tài xế nói là khắc chữ là 5 ngày. Sau khi đủ 5 ngày là nếu mà xong thì sẽ chở ra để ráp mộ cho cậu Năm luôn. Còn cái phần mão thì không biết như thế nào. Sao mà anh cập nhật trễ vậy anh? Mẫu cậu đâu rồi? Không, ở đây có mã số ha, mỗi cái có một mã số riêng ha. Cái số đó, hôm số cái chiều dài đó anh. Chiều dài tổng á. Hồi nãy cũng ai gây em vừa đi toilet ra em thấy xe cần cẩu. Nó cẩu lên là em chạy ra liền. Chiều dài là 1550 đó. Mà cô chú ơi, cái một còn năm bị cẩu đi mất tiêu rồi. Cậu nằm lim dim ngủ ngoài quán cà phê. Trời ơi. Một cái thông tin chính xác từ bên cẩu mộ là họ nói sẽ khắc chữ trong vòng 5 ngày. Ủa vậy hả? Dạ. Đó, thì sao cơ Khang? Em nè, em là người ghi hình đầu tiên. Ôi ôi, em ghi đầy đủ nhất luôn. Em đi toilet. Bây giờ tôi lại nha. Rồi em bước từ bỏ toilet qua ha. Rồi. Bây giờ đầu đuôi sao? Cái khúc giữa nghe coi. Khúc giữa ha, tức là em đi ra em thấy một cái xe cần cẩu nó đang cẩu cái gì lên. Đó, em mới nghi ngờ lắm. Đứng ngay cái chỗ này là cái vị trí của cậu nè. Rồi, em mới đi nhẹ, chết rồi. Cái mẫu của cậu không được rồi, em phải đi nhanh lên mới được. Em chạy luôn. Đó, em chạy ở đây là em bắt đầu ghi hình. Thế luôn gọi cho anh liền. Do là em có cái điện thoại này, em đang ghi cái điện thoại kia. Anh thì... gọi cho em khoảng tiếp trước bảo không phải, do là em tập trung vào cái chuyên môn quá cho nên quên. Rồi, hiểu rồi. Sau khi em ghi xong em mới trực nhớ. Đó. Bây giờ cậu đâu mất tiêu rồi. Bây giờ cái thông tin chính xác là mới chạy giống luôn kìa. Bây giờ người ta chạy vô xưởng rồi. Mày đứng ở ngoài xưởng mày tìm gió. Được. Đi anh, giờ anh chở em đi. Đi. Mà biết quan trọng người ta có cho vô không? Vô trả mấy trăm, lấy sơ 10 ngàn đó. Hả? Đi sơ 10 ngàn đó. 10 ngàn rồi, trả 15 ngàn luôn. Đó, 10 ngàn đó, thấy chắc không đâu. Thôi giờ anh em mình đi vô trả đi. Cầm cầm phải nè, quý. Trời ơi, vậy là quê rồi coi. Bù 10 ngàn thì ôm đúng không? Đúng rồi, ủa sao xe này gác cái nào đây? Xe xịn máy, từ từ ngồi chạy xe nó. Em ngồi đứng ấy nha. Rồi, ok. Em ngồi nhẹ thôi, đừng có chạy xe luôn á. Rồi, xe xịn mình phải chạy trời. Đi bà xã ơi, đi với anh Minh nha bà xã. Chào cô, dạ, con đi quá. Dạ, con chào cô nha. Vô qua cái mộ á, nó cẩu cái mộ cậu đi. Con phải đi cập nhật thông tin cho bà con mới được. Cậu cái mẫu của cậu đi đâu rồi? Vô tìm coi. Bây giờ mình sẽ đi tìm coi là người ta cậu có hướng nào. Chắc là vào cái nhà đá này rồi. Không. Vào nhà khác ha. Xe cẩu cẩu dưới đây rồi. Xe này rồi. Thấy xe này không? Mình vô được không? Bây giờ đứng ở dưới xe đi nha, cho anh quay xong rồi tao được quay. Dạ. Quan trọng là mình có vô được hay không? Hay là ta đuổi mình đi ra. Anh không lấy gì quá hả? Trời ơi, người ta sẽ đem vào người ta khắc chữ mọi người ơi. Đó, thì mình đứng đây mình
mình ghi hình thôi. À, đây là cái nhà điêu khắc. Thấy không? Đúng hộ của năm rồi nè. Đúng hộ của năm rồi đó. Ngon quá ha. Hình như cái phần cao nhất là lấy đi rồi đúng không anh? À còn nè anh ơi. Còn nè. Ba phần á, lấy đi ba phần nè. Lấy đi ba phần. Là quan trọng là thằng này vô là để là cấp nữ. Hả? Ở đâu nè? Hả? Phần đầu ngồi trên đây. Ngồi trên đây nè. Đó, thì như các cô chú các chị thấy ha, thì họ đã cẩu vào đây để mà khách chữ nha. Bằng... nhưng mà khách thì họ bảo là 5 ngày. 5 ngày hả? Đúng rồi, 5 ngày. À, ai nói vậy nè? Anh tài xế lái xe tải này nè. Để nó hả? Đúng rồi. Đá này không giống ha. Cái này không giống nhưng mà khách tử làm như vậy là giống. Rồi ưng cái hình của chú lên nữa. Có cái mài xong rồi có in cái trang luôn á. Rồi cái y chang vậy lên. À. Nhưng mà cái hình của chú ở đây nè. Cái hình của chú dưới đây. Chữ ở trên đây. À, ngược lại đâu. Quá rồi, người của chú chị ơi. Hồng quá, hồng quá. Ở đây là cái khu vực mà mài đá nha mọi người. Mài đá cũng như là chế tạo lá hoa cương, những ngôi mộ ở trong đây. Đó mọi người đang làm ha. Thì đây là cái xe tải vẫn đang chở ba cái bộ phận của mộ tổ năm. Vẫn còn để trên xe tải nha. Đó. Luôn quay cho toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. À. Cái này chắc 10 người lên chưa nổi ha. Đây mọi người lên. Nghĩ sao 10 người lên không biết nổi. Này có 20 người không biết nổi không á. Nói chung là cần gẫu rồi mới nổi đó. À. Đi ra mình đi ra đi. Quá, ừ, thôi mình ra ngoài luôn đi. Ở đây chắc là những cái ngôi mộ mẫu hả? À đây. À đây là những cái ngôi mộ mẫu ngoài đây ha. Còn đây là toàn cảnh trong đây. À, đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ thì nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hữu ích, hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.